Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 5 2021. Mặc dù đại dịch Covid đang cuộn trào, nơi quê hương Huyền Trần đang sinh sống, đại dịch Covid đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Nhưng quên sao được Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 2021, Huyền Trần xin gửi tới quý vị và các bạn bài thơ Bác ơi. Suốt mấy đêm dày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Chiều nay con chạy về thăm Bác, ướt lạnh vườn rau. Mấy hôm giờ con lại lần theo lối xòi quen, đến bên thang gác đứng nhìn lên. Chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông. Tắt anh Bác đã đi rồi sao Bác ơi, mùa thu đang đẹp nắng xanh trời, miền Nam đang thắm mưa ngày hội, rước Bác vào thăm. Thấy Bác cười, trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài. Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm, quanh mặt hồ in mây trắng bay. Ôi phải chi lòng được thành tươi, nằm cánh bớt lòng nỗi thương đời. Bác ơi tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông. Mỗi kiếp người Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau nỗi đau dân nước, nỗi năm châu. Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ cho hôm nay và cho mai sau. Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa. Tự do cho mỗi đời nô lệ giữa để em tơ lụa tặng ra. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha.
nghe tiền bước trên thuyền tiên làm mỗi tim mừng tiếng súng pha bác vui như anh buổi bình minh vui mỗi nhành hoa trái chín cành vui tiếng ca Trung Hòa bốn biển nâng niu tất cả chỉ quên mình bác để tình thương cho chúng con một đời thanh bạch chẳng vàng son mảnh bông áo vải hồn muôn trường hơn tượng đồng phơi những lối ra đi bác dặn còn non nữa nghĩa nặng lòng không dám không nhiều bác đã lên đường theo tổ tiên mặc lễ đi chúng con cùng nhau tiến lên nhớ đôi diêm cũ nặng công yêu bác lòng ta trong sáng ơn xin nguyện cùng người vươn tới mãi vững như muôn dặm dài trường sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.